Thưa quý vị, với mô hình lắp đặt hộp chữa cháy cộng đồng tại các nhà sinh hoạt cộng đồng và các kiệt hẻm của Hội Cựu Chiến binh Phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xây dựng, đã có phần ngăn chặn các vụ hỏa hoạn tại các khu dân cư trên địa bàn, đóng góp thiết thực vào phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy ở địa phương. Đây là một trong những mô hình dân vận khéo tiêu biểu được Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng lựa chọn để nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố. Tuy là phường có vị trí ở trung tâm thành phố, nhưng phường Vĩnh Trung có diện tích nhỏ, mật độ dân số đông với gần 280 kiệt hẻm trên địa bàn. Các hộ dân chủ yếu là hộ buôn bán nhỏ lẻ, các kiệt hẻm thì dây cắp chằng chịt nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Từ thực tế đó, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo cho Hội Cựu chiến binh phường xây dựng mô hình lắp đặt hộp chữa cháy cộng đồng tại các nhà sinh hoạt cộng đồng và các kiệt hẻm trong các khu dân cư. Theo đó, Hội Cựu chiến binh phường chọn các chi hội có điều kiện dễ vận động, dễ triển khai thực hiện trước Mỗi chi hội mua lắp hai hộp với 4 bình CO2, sau đó nhân ra toàn hộp. Chúng tôi và chúng tôi vận động ở cấp ủy chi bộ ở khu dân cư, rồi bà con nhân dân, ở ban điều hành tổ dân phố, ban công tác vật trận ở các khu dân cư cùng vào cuộc với hội cựu chiến binh thì cũng hỗ trợ về kinh phí rồi mua lắp cái hộp phòng cháy chữa cháy ở các kiệt hẻm. Đến nay, toàn phường đã lắp được 81 hộp với 162 bình CO2 tại các nhà sinh hoạt cộng đồng và kỳ khẻm. Công tác kiểm tra các hộp chữa cháy được Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với khu dân cư thực hiện thường xuyên để chống mắc cấp cũng như đảm bảo chất lượng sử dụng của các bình. Thời gian qua, mô hình đã phát huy tác dụng, ngăn chặn được một số vụ hỏa hoạn tại các khu dân cư. Trong tháng 3 năm 2023 thì có một vụ cháy xảy ra tại khu dân cư. Thì như vậy là à, trái này là do gia đình họ là cái lán chạ củi à, khi bốc trái là một giờ ba à, sáng khi phát hiện thì đám trái là cháy cao à, như vậy là nhờ những cái bình chữa trái cả khu dân cư và những bình chữa cháy công cộng chúng tôi đã khống chế được đám cháy, không do đám cháy cháy lan qua những nhà khác. Với hiệu quả thiết thực của mô hình đã góp phần giúp nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, chung tay hành động để hạn chế những điều đáng tiếc do họ hoạn gây ra mô hình này rất hữu ích cho người dân và chúng tôi luôn luôn uh, nâng cao và vận động gia đình bản thân tôi cũng như người xung quanh là sẽ uh, ủng hộ và sẽ mua bình chữa cháy mỗi ngày từ mỗi thợ bình và hộp chữa cháy trong khu nhân cây chúng tôi lắp đặt là uh, như tiêu tổ hôm nay chúng tôi hiện giờ từ bốn đến sáu hộp uh, do đó là người dân rất là yên tâm trong uh, cái việc né có lỡ cái cháy nổ xảy ra Hiện hàng tuần, hàng tháng, Hội Cựu Chiến binh Phường Vĩnh Trung vẫn tiếp tục chỉ đạo các chi hội thường xuyên kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, thay thế bổ sung bình CO2 kém chất lượng để sử dụng lâu dài, phát huy hiệu quả của mô hình. Đồng thời, Hội cũng tiếp tục vận động để phát triển mô hình, lắp đặt thêm hộp chữa cháy ở những kiệt hẻm chưa có.